Tuổi Bính Dần là sơn lâm chi hổ, tức là hổ trong rừng. Dần ngập năm Thìn là bình hòa. Vẻ dương mạng tuổi Âm là 39 tuổi, sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 đến ngày 28 tháng 1 năm 1987. Vẻ ngũ hành bản mệnh là lư trung hỏa, tức là lửa trong lò, hỏa gặp năm hỏa là tương hợp. Vẻ cung phi là cấn hành thổ, gặp năm chấn mộc là lục sát. Vẻ thiên can, can bính gặp năm can giáp là bình hòa. Vẻ sao chiếu mạng là sao mộc đức, mộc tinh. Vẻ vận hạn gặp hạn tam kheo, kim lâu và hoàng ốc. Vẻ vận niên là thử quy điền. Vẻ tướng xương và tướng tinh là xương con cọp và tướng tinh con chim chỉ. Xem tử vi tuổi Bính Dần năm 2024 nữ mạng chi tiết. Vẻ ngũ hành tuổi Bính Dần 2024 nữ mạng nhận thấy người sinh năm này thuộc ngũ hành hỏa, gặp năm giáp thìn cũng thuộc ngũ hành hỏa, tự ứng với mối quan hệ tương hợp là tốt. Trong người năm giáp thìn, những người tuổi này dễ có sự liên kết cũng như hùn hạp về vốn liếng với anh em bạn bè. Bản thân có dự định nào mới đều có cơ hội tiến hành. Tài chính của người bản mệnh này cũng tương đối thuận lợi, nhất là vào giữa năm. Tuy nhiên, cần phải chú ý vào cuối năm, tài chính tiền bạc không được thuận lợi bằng thời điểm trước. Vẻ thiên can, thiên can bính ngũ hành hỏa của tuổi, gặp năm giáp thìn, thiên can giáp ngũ hành mộc là bình hòa. Tuổi Dần 1986 năm 2024 nữ mạng cho biết, chủ mệnh công việc không kỳ vọng có sự khởi sắc. Hơn nữa, với những mong muốn đặt ra cho công việc năm này có thể không đạt được. Khi xem xét về mối quan hệ ngũ hành của thiên can, thì thiên can năm tương sinh cho can của tuổi, nên người tuổi này trong năm công việc được quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, với sự mở mang công việc thì được thuận lợi. Vẻ địa chi năm 2024 đối với người tuổi Dần sinh năm 1986, năm này là năm bình hòa về địa chi. Điều này có nghĩa là công việc của họ không có nhiều thay đổi, cũng không gặp được nhiều may mắn. Ngũ hành của địa chi năm xung khắc với ngũ hành địa chi của người tuổi Dần, nên những thay đổi công việc thường không được như ý muốn, dễ dẫn đến những điều bất lợi. Vẻ cung phi tuổi Bính Dần năm 2024, người tuổi Dần có cung phi là cấn thuộc ngũ hành thổ, cập năm giáp thìn, cung phi là chấn thuộc ngũ hành mộc, là khí chủ về lục sát. Điều này có nghĩa là năm 2024, người tuổi Bính Dần dễ gặp chuyện thị phi, khó khăn trong công việc vì bị người khác phá hoại. Ngũ hành cung phi tuổi có quan hệ xung khắc với ngũ hành cung phi năm, dẫn tới tiền bạc trong năm phải lo lắng, công việc cũng cần phải suy nghĩ. Kết luận, đối với quý nữ thì trong năm này có thiên hướng và có định hướng về mở mang công việc trong làm ăn cũng như có tính toán mới trong cuộc sống. Ngoài ra trong năm 2024, mọi việc cũng khá là may mắn, mưu cầu về làm ăn cũng dễ dàng. Tuy nhiên, cũng phải vất vả nhiều trong làm ăn. Đối với sức khỏe của nữ Bính Dần trong năm này, chú ý xương khớp và máu huyết không được tốt. Về sao chiếu mệnh, sao mộc đức, mộc tinh. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuất hạ thú đông dạng ngời, bán buồn vốn một phát mười, ra môn rộn rã, nụ cười ấm no. Tuổi Bính Dần năm 2024 nữ mạng gặp sao mộc đức. Chủ về năm, người nữ mạng tuổi này có sự an vui, tốt lành và may mắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Nữ mạng tuổi này cần phải đề phòng trong năm phát sinh bệnh tật, nhất là bệnh về máu huyết. Về sao hạn, hạn tam kheo, tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý, chân tay phải phòng. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Xem tuổi Bính Dần nữ mạng năm 2024 cho biết, hạn tam kheo, ý nghĩa về năm sức khỏe của nữ mạng tuổi này có thể không được tốt. Đó là bệnh liên quan tới phòng thấp hoặc là xương khớp. Nên hạn chế đi lại trong năm này. Nếu đi lại thì nên cẩn thận xe cộ, chú ý đề phòng những xây sát tay chân. Về hạn tuổi, nữ mạng tuổi Bính Dần 1986, phạm kim lâu và hoàng ốc. Vẻ vận niên là thử quy điền là tốt. Năm 2024, nữ mạng 1986 gặp vận niên thử quy điền, tượng trưng cho hình tượng của chuột chui trở về với ruộng lúa. Đây là năm các công việc của người này thực hiện đều được quý nhân hỗ trợ, công danh tiền bạc đều được thăng tiến. Nhiều may mắn bất ngờ có thể đưa tới trong năm này, có chuyện vui hỷ sự gặp được bạn tốt. Tuy nhiên, các công việc đều nên kín đáo và cẩn thận, sẽ duy trì được mọi thành quả bền lâu. Về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa. Trong năm giáp thìn, vận số của nữ tuổi Bính Dần không có sự phát triển tích cực trong nhiều mặt của cuộc sống. Sức khỏe cần được lưu ý đặc biệt vì có nguy cơ mắc bệnh tật hoặc là đau ốm. Phương diện gia đạo trong năm này cũng không được như mong muốn. Hôm nay, quý bạn gặp sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức hay còn gọi là mộc đức tinh quân là vị thần trông coi sao mộc. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Nói một cách khác, thái tuế chính là mộc tinh. Vì cứ 20 năm mộc tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là tuế tinh.
vừa là một hành tinh, lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui và hòa hợp. Trong năm quý bạn gặp sao này chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ mạng. Quý bạn được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, đường công danh thuận lợi. Những người phụ nữ đang mang thai được sao Mộc Đức chiếu mệnh thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh và quyết đoán. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức tinh quân sẽ gặp trở ngại ở đầu năm, nhưng cuối năm mọi việc lại thuận lợi suôn sẻ. Người có sao này cũng được kết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc, nên việc dựng vợ gả chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hanh thông, âm lịch, đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt. Tuy có gặp một số trắc trở về gia trạch ở tiền vận, nhưng sao Mộc Đức là phúc tinh nên mọi sự vẫn được bình an, vận dữ hóa lành. Cách thức cúng dâng sao Mộc Đức. Mỗi tháng vào ngày 25 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 20 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang. Quay mặt về hướng đông khấn vái, đông phương giáp ất Mộc Đức tinh quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng hoặc xanh lá cây, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, đông phương giáp ất Mộc Đức tinh quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính đông, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Qua 7 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tam kheo. Gia chủ gặp phải hạn tam kheo cần đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay lo lắng, buồn lo cho người thân. Quý bạn không nên tụ họp ở những nơi đông người, cần tránh khiêu khích và luôn nhẫn nhịn trước mọi hoàn cảnh. Đồng thời quý bạn cũng cần đề phòng thương tích về tay chân, chú ý ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa, phòng tránh hỏa hoạn. Cách hóa giải hạn tam kheo. Thứ nhất, gia chủ nên tích cực làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức. Đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Khi tham gia vào các công việc có tính chất nguy hiểm như làm xây dựng, trèo thang, leo giáo hay làm cơ khí, mái tôn thì cần có chế độ bảo hiểm, an toàn và hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp. Thứ ba, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, đầu năm vui vầy đón xuân cùng gia đình. Bản mệnh tiếp tục trau dồi và phát triển bản thân trong tháng này để chuẩn bị cho những cơ hội sắp tới. Tháng 2, tháng này quý bạn sẽ lên kế hoạch chi tiết việc ăn uống, rèn luyện để cải thiện sức khỏe và chăm sóc bản thân. Tháng 3, nhiều cơ hội tài lộc đến gõ cửa, tiền bạc trong tháng dư giả, tài chính của cả gia đình khởi sắc. Tháng 4, bản mệnh nên tập trung cho công việc hiện tại, kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Tháng 5, tháng này bạn nên nhún nhường và bao dung trong mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình để gìn giữ và vun đắp được hạnh phúc. Tháng 6, bản mệnh nên hạn chế những chi tiêu không cần thiết, đề cao chính sách tích lũy tài sản để có thể luôn chủ động trong mọi tình huống. Tháng 7, công việc chuyển biến rất tốt, những thành quả xứng đáng sẽ đến với bản mệnh. Tháng 8, trong tháng này, bản mệnh hãy lắng nghe sức khỏe của mình và bổ sung cho cơ thể những loại thực phẩm ngon bổ, khỏe mạnh, tích cực nhất. Tháng 9, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cùng đi du lịch, picnic hoặc tổ chức tiệc để mọi người có dịp xích lại gần nhau hơn. Tháng 10, đây là tháng mà bản mệnh thu được nhiều tài lộc, người làm kinh doanh, tiền bạc rủng rỉnh, có thêm nhiều khách hàng. Sự nghiệp hanh thông được tăng lương thưởng nhờ có thành tích tốt, biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp tiến bộ, có cơ hội thăng chức. Tháng 11,
Vận khí tháng 10 tiếp tục tăng trưởng lên trong tháng 11, liên tục đem đến may mắn cho quý bạn. Công việc thuận lợi, gia đạo yên ấm, sức khỏe dồi dào. Tháng 12. Tháng này, bản mệnh có thể sẽ xuất hành đi xa. Đây cũng là thời gian để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, gặp gỡ người thân, anh chị em bạn bè. Tổng kết, luận tử vi tuổi Bính Dần năm 2024 nữ mạng nhận thấy có nhiều khởi sắc trên phương diện công danh, sự nghiệp hay mưu cầu tiền bạc. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển công việc, tạo thêm thu nhập, giúp cuộc sống thêm phần thuận lợi hơn. Ngoài ra, nữ mạng sinh năm 1986 cũng cần phải chú ý các bệnh về xương khớp và máu huyết. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự tốt lành.